Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài 4. Các số trong phạm vi 1 triệu. Trang 12, 13. Cô giáo mời các con quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa. Đây là một khối lập phương. Một khối lập phương là một đơn vị. Một đơn vị viết là số 1. Các con quan sát tiếp. Đây là một thanh gồm 10 khối lập phương. 10 khối lập phương tức là 10 đơn vị. 10 đơn vị bằng một trục. Một trục ta viết số thành số 10. Số 10 gồm một chữ số 1 và một chữ số 0. 10 thanh khối lập phương ghép lại với nhau thành một tấm 10 trục khối lập phương. 10 trục khối lập phương tức là 10 trục bằng 100. 100 viết số thành số 100. Số 100 gồm một chữ số 1 và hai chữ số 0. 10 tấm khối lập phương ghép lại với nhau tạo thành 1.000 khối lập phương. 1.000 khối lập phương tức là 100. 100 bằng 1.000. Số 1.000 viết số là 1000, gồm một chữ số 1 và 3 chữ số 0. Một khối lập phương lớn ở đây là 1.000 khối lập phương nhỏ. Vậy chúng ta đếm xem cả cái thanh dài này có bao nhiêu khối lập phương nhé. Đấy, một khối lập phương lớn đây. Đấy, ta ghép là chỗ này là 1.000 khối lập phương. Đấy, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là chúng ta có 10.000 khối lập phương, đúng không? Đấy, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. 10.000 khối lập phương tức là bằng 10.000. 10.000 viết thành số 100000, đọc là 10.000. 10.000 hay là 10.000. Số 10.000 gồm một chữ số 1 và 4 chữ số 0. Mỗi hàng là 10.000 khối lập phương. Ở đây chúng ta có một tấm gồm 10 hàng như vậy, phải không? Thì vậy 10 hàng là 10.000 khối lập phương. 10.000 hay bằng 100.000. 100.000 viết số là 100000. Ta đọc là 100.000. Số 100.000 gồm một chữ số 1 và 5 chữ số 0. Mỗi tấm lớn này là 100.000 khối lập phương. Thì ta có ở đây 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 100.000. 100.000 hay ta nói là 1 triệu, ta còn gọi là 1 triệu nhé. 100.000 là 1 triệu. Số 1 triệu viết thành một chữ số 1 và 6 chữ số 0, đọc là 1 triệu. Như vậy vừa rồi các con được làm quen với số 1 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập về các số trong phạm vi 1 triệu các con nhé. Bài 1. A. Đọc các số sau. B.
viết các số sau. A. Đọc các số sau. Số 200000. Số gồm một chữ số 2 và 5 chữ số 0. Số này đọc là 200.000. Số 400000. Số này là 400.000. Số tiếp theo 560000. Số này là số gì? 560.000. 560.000. Số tiếp theo 730000, đọc là 730.000. Số 100000. Số này gồm một chữ số một số 1 và 6 chữ số 0. Đây là số 1 triệu. Câu B, viết các số sau. 100.000. Số 100.000 gồm một chữ số 1 và 5 chữ số 0. Sáu trăm nghìn, một chữ số 6 và 5 chữ số 0. 900.000, gồm chữ số 9 và 5 chữ số 0. 1 triệu, số 1 triệu gồm một chữ số 1 và 6 chữ số 0. 230.000. 230.000. Số 420.000. 420.000. 890.000. 890.000. Như vậy bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã đọc các số và viết các số trong phạm vi 1 triệu. Chúng ta chuyển bài tập 2, số. Quan sát bài tập chúng ta thấy ở đây có hai tia số. Đấy, đây là hai tia số. Trên các tia số được chia làm các vạch đều nhau. Mỗi vạch là một số có 6 chữ số. Còn những vạch có dấu hỏi chấm, tức là chúng ta sẽ điền số vào những ô có dấu hỏi chấm. Muốn điền được các số vào ô hỏi chấm này thì chúng ta sẽ tìm quy luật của các dãy số trong cái tia số này. Trong dãy số đầu tiên, quan sát chúng ta thấy các số ở các vạch chia đều nhau này gồm số 100.000, 200.000, rồi dấu hỏi chấm, 500.000, hỏi chấm, 700.000, hỏi chấm, 900.000, hỏi chấm. Chúng ta sẽ điền số nào vào các ô có dấu hỏi chấm này?
Chúng ta thấy quy luật ở đây là gì? Từ vạch nọ đến vạch kia cách nhau 100.000, 100.000, 200.000, rồi tiếp theo là 300.000. Số tiếp theo là 400.000. Năm trăm nghìn, thêm 100.000 nữa, ta được 600.000. Ta được số 600.000. 600.000 rồi đến 700.000. Thêm 100.000 nữa, ta được 800.000. Tám trăm nghìn đến 900.000. 900.000 thêm 100.000 nữa, ta được 1 triệu. Số 1 triệu ta viết 1 chữ số 1 và 6 chữ số 0. Ở dãy số thứ 2, cách làm cũng tương tự như cách làm trên. Chúng ta sẽ tìm quy luật ở dãy số này. Hai số liền nhau ở đây là 760.000. Rồi đến 770.000. Từ 760.000 đến 770.000 là hơn kém nhau bao nhiêu? Ta thêm mỗi một số là ta thêm 100.000. Đấy. 760.000, 770.000. Ta thêm 100.000 được 780.000. Chúng ta thêm 10.000 nữa thành 790.000. 790.000, ta thêm 10.000 nữa là 800.000. 800.000 thêm 10.000 được 810.000. 810.000 rồi đến 820.000. 820.000 thêm 10.000 bằng 830.000. 840.000. 840.000 thêm 10.000 bằng 850.000. 2 vừa rồi chúng mình đã hoàn thành các số trên tia số. Bài 3, câu A, mỗi bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ ở bài 3. Ở bài 3, đây chúng ta thấy là tranh vẽ, đây là các con lợn nhựa đấy, của 4 bạn. Bạn Hiền, bạn Thư, bạn Phúc và bạn Toàn. Các bạn đều có các con lợn để tiết kiệm tiền. Bài yêu cầu chúng ta tính xem là mỗi bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Trước tiên, quan sát con lợn của bạn Hiền. Con lợn của bạn Hiền, chúng ta thấy bạn ấy tiết kiệm được mấy đồng? Bạn ấy tiết kiệm được 4 tờ, mỗi tờ 100.000 đồng và một tờ tiền 20.000 đồng. Vậy thì tổng số tiền bạn Hiền đã tiết kiệm được bao nhiêu? Chúng ta thấy nhé. Bạn Hiền gồm có chỗ này là 4 tờ, mỗi tờ 100.000 đồng. 100.000. Ta nhân với 4. Bằng bao nhiêu? Bằng 400.000 đồng. Cộng với một tờ 20.000 đồng nữa. Bằng bao nhiêu? Bằng 420.000 đồng. Đấy. Ở đây là bạn Hiền. Bạn Hiền đã tiết kiệm được 420.000 đồng. Tiếp theo, con lợn của bạn Thư chúng ta thấy bạn ấy có tiết kiệm được bao nhiêu tiền?
À, trong con lợn của bạn ấy có một tờ tiền 500.000 đồng, một tờ 100.000 đồng và một tờ 200.000 đồng. Như vậy chúng ta sẽ cộng các mệnh giá của các đồng đồng tiền này lại. Là tiếp theo là bạn Thư. Bạn Thư này. 500.000 đồng cộng với 100.000 đồng cộng với 200.000 đồng năm cộng một bằng sáu, sáu cộng hai bằng tám, bằng 800.000 đồng. Bạn Thư tiết kiệm được 800.000 đồng. Tiếp tục chúng ta quan sát con lợn của bạn Phúc. Con lợn của bạn Phúc chúng ta thấy có mấy tờ tiền? Có 4 tờ phải không? Trong đó có 3 tờ mỗi tờ 200.000 đồng và một tờ tiền 50.000 đồng. Như vậy bạn Phúc chúng ta sẽ lấy 200.000 nhân với 3 rồi cộng với 50. Bạn Phúc 200.000 nhân với 3 bằng 600.000 đồng. 600.000 đồng cộng với 50.000 đồng bằng 650.000 đồng. Bạn Phúc tiết kiệm được 650.000 đồng. Và cuối cùng là bạn Toàn. Bạn Toàn tiết kiệm ở đây có 2 tờ, mỗi một tờ là 500.000 đồng. Như vậy số tiền của bạn Toàn tiết kiệm được là 500.000 đồng nhân 2 500.000 nhân 2 bằng 1 triệu. 1 triệu chúng ta viết chữ số 1 chữ số 1 và 6 chữ số 0. Bạn Hiền tiết kiệm được 420.000 đồng. Bạn Thư tiết kiệm được 800.000 đồng. Bạn Phúc tiết kiệm được 650.000 đồng. Và bạn Toàn tiết kiệm được 1 triệu đồng. Câu A, mỗi bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Cô giáo trình bày và vợ như sau. Bạn Hiền đã tiết kiệm được 420.000 đồng. Bạn Thư đã tiết kiệm được 800.000 đồng. Bạn Phúc đã tiết kiệm được 650.000 đồng. Bạn Toàn đã tiết kiệm được 1 triệu đồng. Câu B, Hà mua một chiếc tai nghe với giá 260.000 đồng. Quan sát các tờ tiền Hà đưa cho cô bán hàng. Theo em, Hà đã trả đủ số tiền chưa? Các con quan sát hình vẽ chúng ta thấy đây là một chiếc tai nghe bạn Hà mua với giá 260.000 đồng. Hà đã đưa cho cô bán hàng các tờ tiền gồm 2 tờ mỗi tờ 100.000 đồng, 2 tờ mỗi tờ 20.000 đồng và 2 tờ mỗi tờ 10.000 đồng. Theo em, Hà đã trả đủ tiền chưa? Muốn biết bạn Hà đã trả đủ tiền cho cô bán hàng hay chưa thì chúng ta sẽ cộng mệnh giá của các đồng tiền này lại. Tức là ta sẽ lấy 100.000 cộng 100.000 cộng 20.000 cộng 20.000 cộng 10.000 cộng 10.000. Cô giáo có phép cộng như sau. 100.000 cộng 100.000 cộng 20.000 cộng 20.000 cộng 10.000 cộng 10.000. 100.000 cộng 100.000 bằng 200.000. 200.000 cộng 20.000 bằng 120.000 bằng 220.000. 220.000 cộng 20.000 bằng 240.000. 240.000 cộng 10.000 bằng 250.000. 250.000 cộng 10.000 bằng 260.000. Hai trăm sáu mươi nghìn đồng đó là bạn Hà đã trả cho cô bán hàng, phải không? Như vậy bạn Hà đã trả đủ tiền.
Cô giáo trình bày vào vở như sau. Câu trả lời: Hà có số tiền là 100.000 cộng 100.000 cộng 20.000 cộng 20.000 cộng 10.000 cộng 10.000 bằng 260.000 đồng. Theo em, Hà đã trả đủ số tiền. Như vậy vừa rồi chúng mình đã tìm hiểu các số trong phạm vi 1 triệu. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.